Chào mọi người, hôm nay ngày 30 tháng 1, mình có một số cây hàng mini, những cây đa số là những cây bán thành phẩm. Mọi người chỉ việc thay chậu qua chơi. Giá giao lưu, giá mềm đầu năm cho mọi người sưu tầm. Đầu tiên là cây linh sam, cây này là cây linh sam sống hình, cây rin. Cây có chiều cao là 38, tán ngang là 35. Hoành thân thì 11 xăng. Cây rễ đế nổi, cây đầu tiên mình giao lưu mọi người là 300 bao ship. Cây đã định hình sẵn tay cành, mọi người chỉ việc thay chậu và chơi. Giá chỉ 300 bao ship. Cây linh sam mã số 1, dòng linh sam sông hình. Dòng này lá kích thước lá đều, hoa chùm, hoa sẽ có màu tím. Và đặc biệt dòng hoa linh sam thì hoa nở, khi nở thì sẽ rất là thơm. Cây dáng thế nhìn trông rất là tự nhiên. Giá trị 300 bao ship. Cây mã số 1. Và tiếp theo cũng là cây linh sam sông hình. Cây linh sam mã số 2. Cây này có chiều cao là 45. Kích thước thân thì bằng ngón tay của mình. Tay cành thì đã nuôi khá là già. Mọi người chỉ việc thay chậu và chơi. Dòng sông hình thì kích thước lá bé, lá đều, hoa của cây rất là to, hoa màu tím. Cây có dáng cũng rất là phong cách. Cây số 2, giá 280 bao ship. Cây linh sam sông hình mã số 2, chiều cao 45, giá 280 bao ship. Và tiếp theo là cây linh sam mã số 3. Cây này cũng là cây linh sam sông hình. Dòng này thì rất là nhiều ưu điểm nên mình chọn dòng này, gây giống ra cũng khá là nhiều. Đặc biệt dòng này thì gai cực kỳ bé và lá bé, kích thước lá đều, hoa chùm. Cây này có chiều cao là 60. Giá giao lưu là 300 bao ship. Cây này thì chi phí đóng khung và phí ship cũng khá là cao. Giá 300, giá bình dân cho mọi người sưu tầm. Mọi người chỉ việc thay chậu và chơi. Tay cành thì mình đã làm dán sẵn. Cây này thì mọi người có thể làm một cây quan nhân theo phong cách lĩnh nam, khá là hay. Giá trị 300 bao ship. Cây linh sam mã số 3. Thân thì tầm ngón tay cái của mình, chiều cao 60, cây cũng đã khá là già. Giá 300 bao ship cây linh sam mã số 3. Cây số 4, cây này là cây linh sam siêu bông, dòng siêu bông hoa chùm. Hoành thân là 22, chiều cao 50, tán ngang là 65. Cây này mình giao lưu mọi người là 1 triệu bao ship. Cây giá 1 triệu tư. Đầu năm mình giảm giá mạnh cho mọi người là 1 triệu mình bao ship. Cây đã nuôi rất là già, cây nuôi lâu năm. Tay cành đã nuôi to già, cây ấm tàn. Cây có bộ rễ đế nổi, rễ đế tỏa đều. Giá chỉ 1 triệu mình bao ship một cây linh sam nuôi lâu năm. Cây linh sam mã số 4. Tay cành thì đã nuôi rất là to. Tất cả các cành đều có thể tháo được, tháo hết dây. Cây linh sam siêu bông, cây rin. Giá 1 triệu mình bao ship. Và cây số 5 là cây trắc nghệ, cây có bộ lụa thép rất là đẹp, lụa thép tự nhiên. Chiều cao đến đỉnh lụa là 75. Dòng trắc nghệ thì kích thước lá bé,
lá làm cây bonsai sẽ rất là đẹp. Quả của cây giống như quả quải, hay gọi là quả lệ chi. Kích thước và hình dáng quả giống như quả quải. Cây có hoành là 44. Cây có phần lũa rất là đẹp. Đầu năm mình giao lưu mọi người là 1.800.000 bao ship. Cây này giá trước kia là 2.200.000, giá giảm mạnh cho mọi người là còn 1.800.000 bao ship. Hoành 44, chiều cao 75, cây trắc nghệ mã số 5. Cây lên phòng dáng rất là đẹp, cây có thể chơi được hai mặt. Cái này hai mặt đều cũng rất là đẹp, giá chỉ 1.800.000 bao ship. Tiếp tục là cây hoa giấy Mỹ mã số 6, cây có chiều cao là 45, tán ngang 45, hoành thân phía trên này là 12, cây cành thì đã nuôi già. Cây có bộ rễ đế cũ nở rất là đẹp, cây cành thì đã định hình. Mọi người chỉ việc thay chậu qua chơi. Cây giấy Mỹ mã số 6, giá giao lưu là 550.000 bao ship. Và cây số 7 là cây linh sam sông Hinh lá kim, hay gọi là cây sông Hinh kim sông Hinh. Dòng cây lá rất là bé, hoa nở cực kỳ to, tay cành thì đã hoàn thiện. Mọi người chỉ việc thay chậu và chơi. Cây cốt to già. Cây có chiều cao lên là 45, tán ngang 45. Cái này mình cũng giảm giá cho mọi người còn 1.200.000 bao ship. Tay cành thì đã nuôi to, cây chọn lọc chi rất là kỹ. Giá 1.200.000 bao ship một cây linh sam sông Hinh lá kim. Dòng sông Hinh lá kim thì ngoài thị trường cũng khá là hiếm. Những cây cốt to như này thì cũng khá ít. Cây rất là già. Giá 1.200.000 bao ship. Cây này thì mọi người về thay chậu mỏng chơi thì sẽ hợp với dáng cây. Cây trắc mã số 8, cây này là cây trắc dây. Cây có chiều cao là 38, hoành thân tại vị trí là 14. Cây chân rễ rất là hay. Giá 450.000 thành bao ship. Dòng trắc dây thì kích thước lá bé, hoa của cây sẽ có màu trắng xanh, hoa nở cũng khá thơm. Tay cành thì đã định hình vài nước dây. Giá trị 450.000 mình bao ship. Cây chân rễ. Và cây số 9 là cây linh sam sông Hinh. Cây được phối chậu tượng, chậu này ngoài thị trường bán tầm 280-300. Cây này thì mình giảm mạnh cho mọi người còn 450.000 bao ship. Cây có chiều cao tầm 35. Giá cả chậu chỉ 450.000 bao ship. Giá rất là mềm.
Cái này trước là giá 650, mình giảm mạnh cho một người, còn chỉ còn 450 bao ship. Và cây cuối cùng trong clip là cây trắc mã số 10, cây trắc dây, cây bể cốt bắc cầu. Cây có chiều cao là 50, tán ngang là 65, cây có chiều ngang đế là 40. Cây bắc cầu rất là hay, cây này mình cũng giảm giá mạnh cho mọi người, còn 750 bao ship. Cây giá trước là 1 triệu, bây giờ còn 750 bao ship giá đầu năm cho mọi người sưu tầm. Cây này mình sẽ ship luôn chậu xi măng cho cây ổn định. Cây cuối cùng trong clip, mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình, và đây là số Zalo của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến hết video.